이야, 베트남에 이런 바닷가 없는 줄 알았더니 이런 데가 있네요. Thực hư ông chủ Hàn Quốc đi nghỉ mát ở Việt Nam khiến cộng đồng mạng khen đẹp hơn Bali và Hawaii. Lo Vườn 4.0 xin chào các bạn khán giả thân yêu. Các bạn thân mến, không thua kém gì so với những thiên đường du lịch nổi tiếng trên thế giới như Bali hay Hawaii. Phú Quốc Việt Nam được thiên nhiên ưu ái ban tặng một vẻ đẹp hoàn mỹ từ phong cảnh, khí hậu đến sản vật. Chính vì thế nơi đây hàng năm thu hút rất nhiều du khách nước ngoài đến nghỉ dưỡng. Chẳng hạn như mới đây, có một ông chú người Hàn Quốc lần đầu đến Việt Nam và lựa chọn Phú Quốc là nơi để tận hưởng kỳ nghỉ mát của mình. Sau khi đăng tải video quay lại chuyến đi Phú Quốc lên trên kênh cá nhân, rất nhiều cư dân mạng xứ Kim Chi đã để lại những bình luận bất ngờ. Có người thậm chí còn thốt lên, Phú Quốc đẹp hơn cả Bali và Hawaii. Vậy cụ thể ông chú này đã trải nghiệm điều gì mà cộng đồng mạng phấn khích như vậy? Bây giờ, mời các bạn cùng mình tìm hiểu trong video hôm nay nhé! Đây là chân dung ông chú người Hàn Quốc mà mình đã nói ở phần đầu video. Ông ấy tên là Aze. Ông ấy đang tìm bãi biển đẹp nhất ở Phú Quốc Việt Nam. Hôm nay, ông ấy sẽ thuê xe máy trong vòng một ngày để đi đến những bãi biển tuyệt đẹp của Phú Quốc. Và cuối cùng, ông ấy đã tìm được hai bãi biển đẹp nhất ở đây, đó là bãi Sao và bãi Chèm. Hai bãi biển này được ông đánh giá là đẹp nhất Việt Nam. Chính người này cũng không ngờ Việt Nam lại có nhiều bãi biển đẹp như vậy, ngang tầm với Thái Lan và Indonesia. Bãi Sao Phú Quốc là lựa chọn hàng đầu cho những chuyến nghỉ dưỡng khám phá. Nơi đây sở hữu là nước biển trong xanh, sóng vỗ rì rào, bãi cát vàng mịn màng cùng nhiều hoạt động vui chơi, ăn uống hấp dẫn khác. Đây chắc chắn là một địa điểm du lịch Phú Quốc mà nhiều người nhất định không thể bỏ qua. Dọc bãi Sao là hàng dương xanh tỏa bóng râm mát. Khung cảnh nơi đây yên bình, hoang sơ, nếu đã một lần đến đảo Ngọc mà chưa đặt chân đến bãi Sao thì đó là điều đáng tiếc nhất trong hành trình của bạn. Không gian yên tĩnh, khí hậu trong lành là điểm cộng lớn nhất cho du khách muốn đến bãi Sao Phú Quốc để nghỉ dưỡng. Đến đây có rất nhiều nhà hàng cho bạn lựa để ăn tối và ngắm hoàng hôn trên biển. Dấu ấn của mỗi hành trình không chỉ dừng lại ở điểm đến mà còn bao gồm ẩm thực, đặc sản nơi đó. Thưởng thức những món đặc sản tại điểm du lịch sẽ làm cho chuyến đi của bạn thêm phần trọn vẹn, như bún quậy kiến xây, gỏi cà chích nhum biển. Ngoài ra, chợ đêm Phú Quốc còn bán rất nhiều đồ lưu niệm đẹp mắt đa dạng với nhiều chủng loại. Ngoài tắm biển và khám phá những bãi biển đẹp ở Phú Quốc, bạn nên tham gia các hoạt động khác như đến làng chài Hám Ninh tận hưởng một ngày làm ngư dân. Bạn sẽ cảm nhận được rõ nét sự tất bật và dãi dầm sương gió trước bão tố của biển cả mà người dân ở Hám Ninh đang sống. Một cuộc sống vất vả nhưng lại bình yên, khác hẳn hoàn toàn với cuộc sống thành thị ồn ào náo nhiệt. Đây là toàn bộ chuyến hành trình nghỉ mát của Aze ở đảo Phú Quốc. Đến nay, video này nhận về hơn 20.000 lượt xem và rất nhiều lượt xem của cư dân mạng quốc tế. Hãy cùng mình điểm qua một vài comment đáng chú ý để xem họ nói gì nhé! Wow, tôi muốn một mình đi biển ở đây. Tôi thực sự thích sự thoải mái và thư giãn. Phú Quốc đẹp như một bức tranh. Phú Quốc, một hòn đảo du lịch để lại cho mình bao lưu luyến, bao thứ cảm xúc. Và có lẽ phải nói là rất may mắn cho mình khi đã quyết định đến nơi đây. Có một điều nữa mà rất nhiều tỉnh thành phải ghen tị với du lịch Phú Quốc là nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho những bãi biển từ cát trắng đến cát vàng. Mà cát nó mịn cực kỳ luôn, nước biển thì trong xanh, sạch đẹp. Phú Quốc được coi là thiên đường nghỉ dưỡng không chỉ bởi phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ, mà còn là vì ở đây có những món ăn, những đặc sản khiến tôi không thể nào quên dù chỉ nếm qua một lần. Những hoạt động vui chơi giải trí ở Phú Quốc cũng ngày càng nhiều và đa dạng hơn, chứ không chỉ còn mỗi khu vui chơi của Vinpearl nữa. Quán cà phê ở đây thì nhiều vô kể luôn, mà toàn quán cà phê nằm dọc bãi biển hay view biển chứ, ngắm hoàng hôn thì tuyệt đẹp luôn. Phú Quốc là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn, đọc sách dưới tán dừa trong không gian thơ mộng của biển, tìm hiểu văn hóa địa phương như thăm các ngôi chùa cổ, các làng chài, làng nghề truyền thống. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là thời điểm thích hợp nhất để đi Phú Quốc. Vào thời điểm này, thời tiết của Phú Quốc nắng đẹp, ít mưa, khí hậu dễ chịu. Thật là một chuyến đi sảng khoái, nhờ anh mà mùa hè này tôi sẽ đi Phú Quốc. Việt Nam thật tuyệt vời các bạn ạ. Tôi đã đến đó và hứa rằng tôi muốn quay lại sớm. Phú Quốc thực sự là bãi biển đẹp và thành phố không khí trong lành. Là một người đam mê du lịch, tôi đã may mắn đặt chân đến nhiều bãi biển đẹp như tranh vẽ trên khắp thế giới. Và tôi không thể ngờ được vẻ đẹp của những bờ biển Phú Quốc lại tràn đầy cảm hứng đến vậy. Tất cả như một thiên đường được tạo nên bởi bàn tay thần thánh của thiên nhiên.
Tôi đã đến đó vào tháng 10 năm ngoái, thật tuyệt được xem nó trong video. Tôi nghĩ bạn có một nguồn năng lượng tươi sáng khiến tôi mỉm cười mà không hề nhận ra khi xem video của bạn. Cảm ơn bạn vì những video luôn tuyệt vời. Bãi biển ở đó thật đẹp, tôi muốn đi ngay. Xem video thực tế thôi cũng thấy sướng rồi, thật tuyệt khi thấy bạn tận hưởng chuyến đi của mình. Đúng vậy, tôi đang ở tại Phú Quốc, một hòn đảo của Việt Nam cách đất liền khoảng 12 km, nơi mà cuộc sống diễn ra chậm rãi, hoàn toàn khác xa so với những thành phố lớn hiện đại. Sở hữu vẻ đẹp đáng kinh ngạc, hòn đảo này vẫn luôn là một điểm đến lý tưởng của tôi khi đến Việt Nam. Lần sau tôi nhất định cũng muốn đến Phú Quốc một lần nữa, đó là một nơi tuyệt vời, tôi đã thích nó. Khu nghỉ dưỡng sang trọng trông rất đẹp, tôi luôn thích ngắm nhìn nó. Tôi không biết ở Việt Nam có một bãi biển như vậy, tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Wow, biển đẹp quá, nơi tôi muốn đến một lần, thời tiết ở Việt Nam hiện nay rất phù hợp để đi biển. Đẹp thực sự, nhất định tôi sẽ đến bãi biển Phú Quốc. Bữa tối lúc hoàng hôn thật đẹp, cảm giác như bạn đang ngồi trong bức tranh trong khung, hôm nay tôi lại thưởng thức nó. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi du lịch đến Việt Nam. Đến Việt Nam tôi đi rất nhiều bãi biển đẹp như Phú Quốc hay Nha Trang. Tôi thực sự thích các khu nghỉ dưỡng nhưng tôi muốn nằm nghỉ dưới bóng cây cọ. Tôi đã tưởng du lịch ở đảo Phú Quốc phát triển, đông đúc lắm cơ, nhưng sự thực thì Phú Quốc còn rất hoang sơ, cũng không quá đông đúc như mình tưởng. Đến Việt Nam là một cách tận hưởng cuộc sống thật tuyệt vời, nhờ bạn mà tôi được chữa lành, biển Phú Quốc đẹp quá. Wow, tôi đang ở bãi biển East Coast và tôi đang bị choáng ngợp bởi khung cảnh không thể so sánh được. Màu nước thật đáng yêu, những hàng cọ thật mát mẻ và tôi rất muốn đến đó vì ở Việt Nam có một bãi biển trong và đẹp như vậy. Điểm đến du lịch tiếp theo của tôi là Phú Quốc. Cảm ơn bạn đã cho tôi biết về địa điểm du lịch chữa bệnh này. Tôi đã đến Việt Nam 5 lần nhưng chưa bao giờ đến Phú Quốc. Đúng như dự đoán, nó sử dụng cùng với vùng biển với Thái Lan nên màu nước biển không phải chuyện đùa. Vừa rồi là toàn bộ những dòng bình luận của cộng đồng mạng quốc tế. Video này đã nhận về rất nhiều những cơn mưa lời khen của bạn bè quốc tế. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà khách nước ngoài ca ngợi vẻ đẹp của những bãi biển của Việt Nam đâu các bạn ạ. Có thể thấy rằng, Việt Nam lần này ghi điểm rất lớn trong lòng nhiều tín đồ du lịch trên toàn thế giới. Những thước phim tuyệt vời về những bãi biển tuyệt đẹp ở Phú Quốc thật khiến người xem mãn nhãn thực sự. Nhiều người chỉ mới xem biển Phú Quốc qua video thôi mà đã ngỡ ngàng say đắm rồi, huống chi là những người đã đến đây để trải nghiệm. Một chuyến đi nghỉ mát như này thì mình tự tin khẳng định với bạn bè quốc tế 10 điểm không có nhưng. Mọi thứ ở đây đều khiến khách du lịch cảm thấy hài lòng và thỏa mãn khi đến đây. Ở đây họ đã tận hưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời không có điểm nào để chê cả. Du lịch Phú Quốc được nhiều người ca ngợi là thiên đường để nghỉ dưỡng. Nơi đây không hề thua kém gì các địa điểm có tầm cỡ trên thế giới đâu. Đảo Ngọc Phú Quốc đang từng ngày vươn mình sánh ngang cùng với Phuket, Thái Lan, Bali của Indonesia hay đảo Hawaii của Mỹ. Nơi đây hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Sức hấp dẫn của du lịch Phú Quốc còn đến từ không gian đặc trưng của nơi đây. Phú Quốc luôn khoác lên mình chiếc áo yên bình và tĩnh lặng mang đến sự khác biệt rõ ràng. Mỗi du khách đến đây sẽ đều cảm thấy thư giãn và như được xúc bỏ những gánh nặng của cuộc sống. Với khí hậu trong trẻo mát mẻ, nhẹ nhàng đưa người ta đến với một thế giới chỉ có tiếng sóng rì rào, tiếng gió thầm thì cùng thanh âm từ những hàng cây rào rạc. Tất cả những thanh âm đó đã và đang tạo nên một Phú Quốc yên bình và tĩnh lặng. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng tạo nên một khung cảnh tuyệt vời cho nơi này. Đây thực sự là nơi để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng cho những hoạt động kế tiếp trong tương lai. Đảo Ngọc Phú Quốc đang dần trở thành địa điểm du lịch đáng chú ý nhất của Việt Nam. Ngay cả những gia đình cũng ưu tiên lựa chọn Phú Quốc là điểm đến nghỉ dưỡng cho cả nhà. Dù bạn là một người yêu thích sự yên tĩnh hay muốn thử thách mình mọi những hoạt động mạo hiểm thì Phú Quốc đều có thể đáp ứng tốt. Leo núi, băng rừng, tắm suối hay lặn biển ngắm san hô, lênh đênh trên biển, câu mực và theo chân ngư dân đánh cá. Chỉ cần bạn thích, Phú Quốc sẽ sẵn sàng đáp ứng đầy đủ mọi sở thích của du khách. Mỗi nơi đều có những vẻ đẹp riêng có làm nên sức hấp dẫn của mình. Phú Quốc với vẻ đẹp, ấn tượng và thuần khiết luôn là điểm dừng chân lý tưởng cho cuộc hành trình khám phá của bạn. Đến với Phú Quốc là đến với chân trời mới cùng những điều thú vị bạn lần đầu được tận hưởng. Mong rằng sẽ ngày càng có nhiều video như thế này nữa để bạn bè quốc tế biết đến với Phú Quốc nhiều hơn khi Việt Nam cũng sở hữu một nơi không hề thua kém các thiên đường du lịch trên thế giới. Còn chần chừ gì nữa, mùa hè này mình nghĩ là thời điểm thích hợp nhất cho chuyến đi Phú Quốc của bạn rồi đó.
Với tất cả những điều tuyệt vời mình đã nêu ở trên, Phú Quốc xứng đáng cho chuyến đi của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Video của Loa Phường 4.0 đến đây là hết rồi. Hãy cùng chia sẻ ý kiến, quan điểm của bạn ở phần dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.